Chết tôi rồi, thiệt tình luôn á. Anh có để ở đây không? Để đâu? Chứ anh tìm cái gì? Kiếm cái điện thoại, để đâu cái gì? Nhưng mà có để ở đây không? Không có nhớ, mà nhớ gì thì nói làm cái gì nữa. Không biết ai lấy, chơi kỳ thiệt luôn á trời. Điện thoại lúc nào cũng bỏ trong túi. Bây giờ có quên cũng phải nhớ cái chỗ để chứ, bây giờ mất tiêu không nhớ gì hết. Hay là em gọi thử coi được không? Gọi cái gì thôi, không có gọi được đâu. Bao nhiêu số điện thoại liên lạc của anh, trong đó công việc tùm lum tùm la, rồi lịch lắm rồi tùm... Trời thiệt. Bây giờ sao ta? Cho mượn điện thoại đi. Chi? Mượn điện thoại. Chi? Anh coi cái định vị là ra liền nha. Đây đây, mở bát cho. Đây, rồi, mở bát cho anh coi. Rồi. Rồi. Coi định vị nha. Đây. Định vị. Ủa? Sao cách 3 mét ta? Thằng nào trong khu này lấy? Vậy là phải có thằng trong khu này lấy rồi. Còn cách 1 mét rưỡi. À, nói nghe. Ở tự nhiên đi, ngồi tự nhiên. Đi lau nhà nha. Tự nhiên đi. Ba mét, bốn mét, năm mét. Ô, sao nó đi theo bước chân của ba em vậy? Em có nghĩ giống anh không? Anh nghĩ gì? Trời đất ơi. Nhìn vào định vị trong điện thoại, nhìn vào thái độ của ba em, 95% người ấy. Trời ơi, đỡ giùm tôi coi. Trời ơi, đỡ giùm tôi, bà này bà nặng quá. Trời ơi, đỡ giùm. Ủa sao tôi chưa đỡ mà sao tự nhiên chú bỏ con đi vậy? Đỡ giùm tôi. Trời ơi, bà tỉnh chưa? Tôi không sao. Thấy chưa, tôi nói rồi, bà đâu có bị cái gì đâu. Tôi mượn coi. Mượn cái gì? Tự nhiên cái mượn là gì dầm dầm nắm nắm quần tôi vậy bà đâu? Trời, mượn cái điện thoại vậy? Mượn điện thoại cái gì? Không có bấu víu không được. Bấu víu mượn điện thoại gì trời? Coi, có sốt ruột. Coi cái gì đâu mà coi. Tôi đâu có ngờ là cái điện thoại bây giờ tụi nó văn minh quá trời của đất đi. Khoa học dễ sợ. Bây giờ nó có gắn cái gì định vị. Đúng rồi. Chỉ có mình anh nhà quê thôi. Cái điện thoại cùi bắp nào giờ mình đang xài. Trời ơi, đâu để tôi coi coi bà đừng có làm rối quá đi. Mình coi cho nó kỹ coi coi nó có nhắn tin bậy bạ hay là hình hiếc gì với thằng Huy được không? Vô đây em. Dạ, chào chú Đức, chào chị Hương. Ba, chị Hương. Chuyện gì? Số là con có đánh rơi một cái điện thoại. Con không biết là trong gia đình của mình có ai lượm được hay không à? Đâu có. Làm gì mà rớt nhà tôi? Rớt nhà tôi rồi tôi thấy tôi đem tôi trả lại rồi. Ở trong nhà này coi chút xíu mà tôi đâu phải dân chôn chỉ đâu, tự nhiên đi qua hỏi rớt nhà tôi. Dạ con đâu có ý đó, mà tại vì lúc nãy là chú với chị Hương có qua nhà con rồi hai người cãi ngự vậy. Con không biết là có vô tình cầm nhầm hay không. Trời đất ơi, vô tình cái gì được, cái đổ thừa ơi. Vậy không có nghe. Dạ thật sự ra điện thoại đó không phải là điện thoại của con, mà là con vô tình lượm được. Lượm được hả? Lượm được thì giục đi, chạy đi tìm lại nó làm chi. Thì bỏ cũng được đó, nhưng mà bây giờ nó có cái khó vậy. Là cái điện thoại đó công an người ta đang điều tra. Công an người ta đang nghi ngờ là dính dấu vân tay của kẻ giết người. Cái gì? Đúng rồi, tên sát nhân hàng loạt đã sử dụng cái điện thoại đó. Bây giờ rất là nguy hiểm, tình trạng bây giờ rất là nguy hiểm. Ủa sao ba với chị Hường đơ vậy? Ý của tôi á là nghe cái chữ mà sát nhân giết người sợ quá. Đó, bởi vậy bây giờ con cũng sợ quá đây nè. Bây giờ công an á thì tỏa hết lực lượng ra từ trung ương tới địa phương. Và điều đặc biệt là tên sát nhân đang còn lẩn vẩn ở bên ngoài. Rất là nguy hiểm nếu tên sát nhân tìm được định vị tới lấy cái điện thoại. Anh bình tĩnh lại đó. Làm sao mà để ba sợ quá nghe cái chữ. Ủa chú Đức, chú bị sao vậy chú Đức? Không có. Nghe cái gì mà giết người sợ lắm đó. Ủa chú Đức ơi, bây giờ con hỏi lại lần nữa là bây giờ chú Đức với lại chị Hường có ai cầm cái điện thoại đó hay không? Gì? Ai mà lấy cái điện thoại con vừa kể sát nhân chị đó. Thôi được rồi, mình đi tìm chỗ khác đi. Hy vọng là tên sát nhân không kiếm được cái điện thoại. Thôi công an tìm được không sao, sát nhân nó tìm được mới mệt đó. Trời ơi, sao giờ sao lại có chuyện đó? Tôi cứ nghĩ điện thoại là của Tùng chứ. Sao lại là của kẻ sát nhân nào? Bây giờ tìm cách nào nè. Anh là người cầm điện thoại đó suốt luôn. Nhưng giờ nó đâu rồi? Bây giờ anh để đâu? Để vô, tôi vô nó đâu rồi? Trời ơi, đó anh...
Trời ơi, đừng ơi. Đâu rồi? Đây nè, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Cẩn thận. Nó là điện thoại của kẻ sát nhân. Sao cần gì vậy? Không biết nó có cái dấu bụng của tôi nó dính trong đó không. Trời ơi, dấu vân tay. Chết rồi, bây giờ làm sao? Trời ơi, vân tay mà kẻ giết người. Trời ơi, không biết cái tên sát nhân chủ của cái chiếc điện thoại này có khi nào nó là một tên giết người hàng loạt không? Có khi nào nó hiếp dâm một cái cô gái nào đó rồi nó giết cổ chết mà nó lấy cái điện thoại này không? Nếu mà như vậy thì khi mà tôi giữ cái điện thoại này, tôi sẽ bị cái hù đó. Tôi ra đường thì sẽ bị ai hiếp tôi rồi sao? Trời ơi, anh xàm quá. Làm những cái chuyện đó tưởng tượng suy diễn ghê quá. Không có đâu. Bây giờ chết tôi rồi. À, bây giờ tôi nghĩ ra một cách nè. Cách gì? Anh đã giữ cái điện thoại này suốt, anh cầm suốt. Thế nào cũng có dấu vân tay. Trời ơi. Cho nên bây giờ em phải là sao xóa cái dấu vân tay của anh đi. Xóa dấu vân tay, trời ơi, làm gì tôi biết được cái dấu vân tay của tôi. Làm sao tôi biết được cái dấu vân tay của nó mà tôi xóa. Ông nội bây giờ, giờ tôi nhìn cũng kỹ nữa. Trời ơi, đâu dấu vân tay đâu. Đâu bao giờ mà thấy dấu vân tay. Dính dấu trời. Vân mặt bây giờ. Ôi, bây giờ làm sao đi. Ôi, chết tôi rồi. Dạ sao? Ai vậy? Ai vậy? Chào. Xin chào anh chị. Chào như đây ai nghe chị. Đây là chú Đức. Tôi tên Hường. Hường Đức Hường. Còn chú Hường. Em đây là tôi là công an. Dạ mời. Mời. Có chuyện gì không vậy? Tôi đến đây là để điều tra sự mất tích của một cái điện thoại. Hả? Điện thoại mà đi điều tra mất tích ở đâu kỳ vậy? Ngộ ha. Bởi vì điện thoại đó của một tên sát nhân. Hả? Anh cái tên sát nhân. Nghe sát nhân rồi sợ rồi. Tên sát nhân rồi sao? Sao nữa? Và theo định vị của chúng tôi thì cái điện thoại của hắn đang có mặt tại căn nhà này. Gì vậy? Làm gì Không có thấy gì hết. Tôi đề nghị anh chị đưa cho tôi cái điện thoại đó. Trời ơi, cái tôi đâu có lấy đâu, bà có lấy cho bà được. Trời ơi, sao tôi biết? Trong nhà của anh mà. Làm sao mà tôi biết điện thoại đâu đây? Điện thoại bà đó. Điện thoại của anh reo kìa. Điện thoại bà kêu kìa. Ủa, giống nhau quá hả? Điện thoại của bà. Của anh, của tôi nó khác. Trời ơi, đâu phải điện thoại tôi đâu, bà đưa qua tôi làm chi? Tôi sợ ma lắm, điện thoại của tên sát nhân mẹ. Nhưng mà anh nghe đi. Đưa điện thoại cho tôi. Thì điện thoại đó ông lấy đi. Anh cứ chú công an cứ cầm. Nhưng anh phải đưa cho tôi. Tôi phải đưa rồi à? Trời đất ơi, đưa. Lấy đi. Đúng rồi. Cẩn thận. Đúng rồi. Đây là cái điện thoại của tên sát nhân. Anh chị đi lên phường với tôi để làm rõ cái mối quan hệ với tên sát nhân đó. Không, tụi tôi là những người làm ăn lương thiện, không bao giờ được chạm gì tới những tên sát nhân nữa. Tôi không hề có dính dáng gì. Bởi vì? Không hề có dính dáng gì đến tên sát nhân hết. Anh làm gì vậy? Trời ơi, bà này nè, bà này. Tôi không biết, tôi đã nói tôi là người lương thiện. Bà anh đứng ở đó như vậy, đứng cái kiểu gì kỳ cục vậy? Đứng đường dành móng ngựa, trời ơi. Có huông đó. Sát nhân, ủa có huông hả? Vậy thôi, tôi giải ra ngựa đi. Trời ơi, tôi nói nghe. Vậy tại sao anh chị lại giữ cái điện thoại của tên sát nhân? Ai mà biết? Trời ơi, tôi nói quanh tẹt là luôn cho rồi đi. Thì anh nói đi. Đâu có ngờ đây là điện thoại của tên sát nhân đâu. Điện thoại này là điện thoại của thằng Tùng. Tôi lấy từ trong túi của thằng Tùng. Vậy anh lấy điện thoại của anh Tùng làm cái gì? Trời ơi, tôi lấy điện thoại của anh Tùng. Chẳng qua là sao không? Tại vì nó quen với con gái của tôi. Mà con gái tôi là đứa con một, tôi sợ lấy phải người mà trăng qua trắc nết, cho nên tôi mới lấy điện thoại để tôi kiểm tra có cái lưu hình ảnh bậy bạ. Đúng rồi. Cái tin nhắn gì rủ rê bậy bạ không thôi. Chứ đâu có về đây điện thoại của tên sát nhân. Chú Đức mà muốn con đưa điện thoại con đưa liền. Tại vì điện thoại con không có hình ảnh bậy bạ, không có gì hết. Chỉ là tin nhắn công việc và lịch làm việc của con thôi. Ba thiệt luôn á, ba làm con thất vọng ba ghê á. Thất vọng cái gì mà thất vọng? Tất cả những gì tao làm á là chẳng qua vì tao thương con tao nên tao làm vậy đó rồi sao? Bây giờ có anh công an ở đây nè, xác nhận nè, thấy không? Điện thoại này là của nó, là tên sát nhân, nó là bạn của nó, thấy đâu rõ ràng chưa? Dạ đúng, điện thoại này là của con lấy lại. Rồi, cảm ơn em trai nhiều. Ủa,
Ủa cái gì em trai đây? Ảnh là công an đó, điều tra thì điều tra cho rõ đi. Dạ, nghe mày là sinh viên đại học sân khấu điện ảnh, khoa diễn xuất cho nên diễn xuất tốt lắm. Bị gạt rồi nè. Đó là em của bạn thân con. Trời đất ơi, ra là như vậy hả? Mọi chuyện đều là do âm mưu thâm độc của cái đám tụi bay đúng không? Hả? Nhất là mày. Mày hả? What your name? Dù là một đứa con trên trời rơi xuống, đáng yêu quá chừng. Làm luôn. Bay luôn. Ôi, sửa tung. Ủa? Vui quá. Cho ba chơi với. Thôi sao chú chơi mấy trò này được, chú chạy thôi đi, chú mệt rồi sao? Giỡn hoài, mình chơi bằng kinh nghiệm mà, để. Đúng rồi đó ba nhớ bữa trước không? Ba chạy mới có 2 vòng mà ba đã lên ba 6 vòng. Thôi con bảo chú, không mấy chú rảnh quá ấy, chú qua ngồi thiền mẹ con đi. Dạ. Ngồi thiền với mẹ con? Đúng rồi. Chú ngồi đó tâm chú tịnh không nổi đâu. Ồ. Kiếm người khác rồi chú chơi chung với coi. À, con có việc cho chú rồi. Không mấy chú ngồi đây chú châm đồ bọn con nha. Bây giờ hai đứa mình không chơi tạt lon nữa. Mình qua kia, anh tập nhảy không? Dạ. Ghê. Đi. Bye bye chú nha. Giữ dép giùm con nha chú. 5, 6, 7 hãy ở bên cha rồi thời gian qua ta hãy trách con cha hay mắng là đừng có chỉ ta chúc một nhà hiểu lầm cái sự bỏ qua vui quá. Dạ tụi con nhảy đẹp quá nè. Dạ, đồ đạc giữ đúng không mất miếng món nào luôn. Dạ. Có thể cho chú gia nhập nhóm nhảy của tụi con được không? con không đủ. Đừng từ chối chú như vậy. Nếu biết được quá khứ của chú như thế nào, tụi con sẽ trân trọng chú nhiều. Dạ, chú kể luôn chú ơi. 15 năm trước, chú từng được giải 6 tiếng hát măng non xã Phước Kiển nha. Đừng giỡn với tôi. Tiếng hát măng non. Nhưng mà chú nhảy được. Nè, tụi con có thể, những cái động tác tụi con chú đi từ xa là chú đã biết rồi. Dạ. Nè, một nè. Đúng không? Cái này con thấy đúng không? Con thấy bà con ở nhà hay làm nè chú. Làm ba, gì? Con nè, con tập dưỡng sinh đi. Đó, đó, đúng cái đó chú. Bà con hay tập mấy cái đó nè. Ừ. Con hay chú hợp với mấy cái mà vũ điệu gì mà thường giùm em. Ông già bà già muốn. Để. Nhảy đầm á, nhảy mấy cái người mà nhảy nè. Nhảy mấy cái gì mà nhảy đó. Cái đó là chú nhảy là chú rành lắm rồi nè. Chú thích cái điệu nhảy trẻ trung này. Chú tập ở đây mà đi nha. Thôi mình đi. Chú tập một mình nha chú. Ê. Con tập được cái này. Ê. Tùng hẹn tôi ra đây chi vậy? Chị Nụ ơi, tôi muốn hẹn chị Nụ ra đây để chị Nụ tư vấn giùm tôi làm sao để chơi được với mấy đứa nhỏ. Chơi với mấy đứa nhỏ? À. Vậy thôi hả? Ừ. Trời, vậy mà tự nhiên đi hỏi vấn đề mấy đứa con nít với một người đàn bà tinh khôi như tôi có logic lắm không? Tại vì Nụ là người lớn tuổi thì Nụ chắc cũng sẽ biết được, hiểu không? Có kinh nghiệm á. Tự ái à nha, làm vậy tôi mất giá đó. Giờ chỉ tôi đi còn giá gì nữa mà giá. Thì chơi với mấy đứa con nít hả? Ờ. Thì hồi trước á thì tôi hay chơi mấy trò chơi dân gian á, ví dụ như là nhảy dây nè ha, nhảy cò cò nè ha, rồi cá sấu lên bờ, tạt lon đó, mấy trò đó đó. Hồi đó Nụ còn nhỏ, Nụ con gái Nụ chơi tạt lon luôn chứ sao nữa. Trời ơi, hồi đó tôi còn chơi tụt quần nữa đó. Không có, tôi nhìn tụi nó chơi thôi. Không biết An với Bình có thích hay không nữa. Thì bây giờ cứ thử đi. Mà tôi nghĩ là con nít đứa nào cũng thích mấy trò chơi dân gian hết á. Vậy phải thử chơi với nó mới được. Ừ, tôi thấy là tụi nhỏ chơi được nhưng mà Tùng không có được đâu. Sao vậy? Thì tại sức khỏe lớn rồi, sức khỏe nó hạn hẹp á, không có chơi được. Thấy tôi vậy với tôi khỏe lắm mà. Không tin giờ tôi với Nụ ra chơi. Thôi à, chơi kỹ quá à. Tự nhiên nói người ta sức khỏe, người ta tự ái chứ. Bây giờ tôi nói sức khỏe tôi có làm sao đi nữa. Tôi không phải chơi với mấy đứa con tôi để tôi hòa nhập với lại tụi nó. Chỉ sợ là tụi nó không thích thôi à. Thì bây giờ cứ thử đi. Con nít mà ai mà không thích trò chơi dân gian đúng không? Còn việc thi thì sao? Việc thi? Hả? Ủa, cũng phải trò chơi với việc thi nữa. Đúng rồi, phải nói chuyện với nó chứ. Dạo này nó lạnh lùng với tôi lắm. Nó sao sao với tôi á. Lạnh lùng đúng không? Ừ, nó có khoảng cách với tôi.
hồi xưa lúc mà tôi 16 tuổi á, tôi cũng hay lạnh lùng với ba tôi lắm. Rồi ba của Nụ làm sao mà để Nụ hết lạnh lùng? Ông đập tôi chứ sao? Ông quýnh tôi đó, thì tôi hết lạnh lùng chứ sao nữa? Trời ơi, cái đó hồi xưa thôi, bây giờ đâu có dùng đòn roi với mấy đứa nhỏ được, bây giờ khác rồi. Thì đúng, nhưng mà tất cả mọi thứ là do người lớn thôi, hiểu không? Bây giờ anh muốn tụi nhỏ như thế nào thì anh phải hướng tụi nhỏ như thế đó. Anh hiểu không? Bây giờ anh phải suy nghĩ, động não, quyết đoán rồi hành động. Hỏi chị cũng như không mà, cái gì đâu mà quyết đoán, suy nghĩ, hành động. Thôi được rồi, để tự tôi suy nghĩ, tự tôi hành động. Ê, ê, rồi, ê, hẹn tôi ra đây rồi cũng như không vậy, không có trả công tôi gì hết hả? Ê, Tôn. Đàn ông gì mà lạnh lùng. Để bữa nào đó tôi đập cho lên bờ xuống ruộng. Thi ơi. Dạ. Con chào chú, gì vậy chú? Trời, người ta hù giật mình tự nhiên khó chịu, kỳ cục quá. Bộ đi học bạn bè không có hù nhau hả? À, chú hù con mới khó chịu á. Nè. Trời, hôm nay còn tặng quà cho con nữa. Ở trời, không lẽ này là món quà cuối cùng, xong rồi chú đuổi con về quê hả? Bạn, bạn đừng nghĩ xấu về tôi như thế chứ. Tôi là người tốt, hôm nay tôi vừa mới lãnh lương cho nên là tôi mua một ít quà tặng cho gia đình của chúng ta, mỗi đứa một ít vậy đó. Tiền nuôi con không có, tiền tán gái cũng không có luôn, vậy mà mua quà cho mình. Quay, bớt lèm bèm kiểu bà già lại đi. Mở ra coi thích không? Chắc chắn sẽ thích. Thằng Rằng. Oh yeah. Thưa bà ba. Oh yeah. Cái này đọc nữa. Dầu gọi bồ kết. Oh yeah. Con không ngờ luôn á. Chú Hoài cổ dữ thần luôn á. Về cổ gì? Ê, mấy cái món này ngày, mà ngày xưa là mấy bà với mấy chị thích lắm á nha, đừng có giỡn nha. Không hiểu sao chị Vi thích chú nữa. Đúng là gu lạ. Giờ con mặc cái này, xong rồi con đi chơi hay con ở nhà hay đi ăn tiệc. Con muốn đi đâu con đi. Trời ơi, cái bộ đồ đẹp thấy mồ. Muốn đi đâu đi. Đi đám cưới bận đồ bà ba cũng được vậy con. À, vậy à, thôi con cảm ơn chú. Con nghĩ là chú giữ giùm con cái này đi. Khi nào đi ngủ rồi con sẽ đòi chú. Cô làm sao? Ê, ê. Trời ơi, nó tặng quà mà không nhận là sao trời. Mấy cái này mình lựa kỹ lắm mà ta. Con chào ba Tùng. Ủa, con gái ba mới đi học về hả? Ê, lại đây cho ba hôn cái coi. Ừ, thôi, con mới đi học về mồ hôi không à. Ủa sao kỳ vậy? Sao tự nhiên không cho ba hôn? À, bây giờ vậy nè, con với ba đừng kêu là cha con nữa, mình có khoảng cách lắm. Bây giờ mình sẽ thu hẹp khoảng cách đó lại đi. À, mình xưng hô với nhau là bạn bè được không? Thôi không được đâu. Sao không được? Phải tập cho quen. Bạn An. Ba Tùng. Bạn An. Ba Tùng. Bạn kỳ quá, đừng kêu tôi bằng ba nữa bạn. Bạn An. Ba Tùng. Không được đâu, con không có quen. Không phải, tại vì con chưa có chịu tập đâu. Mình phải chơi chung với nhau nhiều thì mình mới. À, bây giờ vậy đi. Chơi mình bắt mắt về không? Thôi, con mệt lắm. Chờ chút xíu đi, mình phải chơi với nhau nhiều thì mình mới là người, mình mới là bạn bè được, hiểu không? Thôi, con mới đi học thêm về. Không biết, không biết, biết. Tôi sẽ bịt mắt tôi lại, sau đó tôi sẽ dí bạn nha. Lúc đó bạn đừng để tôi bắt bạn nha. Tôi mà bắt được bạn rồi á, bạn đừng có trách tôi nha. Ê, chuẩn bị nha. Chuẩn bị nha. Rồi, 1, 2, 3, vô. Rồi, bạn chạy đi. Tôi bắt bạn nè, tôi bắt bạn nè. Mắc cười quá à con ơi, con không có thích chơi như vậy đâu. Chẳng lẽ mình lại sai nữa ta? Mà sao? Cụ thể là như thế nào nói em nghe coi. Anh cảm giác như giữa anh và mấy đứa con anh có một cái khoảng cách giữa lớn lắm. Bây giờ thực sự ra anh không biết tụi nó nghĩ gì luôn. Nó có cái khoảng cách vô hình nào đó. Cái kiểu nói chuyện á, cái kiểu nói chuyện hiểu không?
Rồi rồi, cái này là em biết rồi. Trời ơi, dễ lắm. Bây giờ như nè, nếu như bây giờ anh muốn hiểu tụi nó, gần gũi với tụi nó, thì anh học ngôn ngữ của tụi nó. Nôm na gọi là tin cốt. Tin cốt. Dạ, ơi tí xíu nữa đi ăn kem nha. Dạ. Nhớ nha. Trời. Hello. Trời. Trời. Chú Tùng, bị cái gì? Đừng quan trọng chuyện đó. Tôi xin tự giới thiệu, tôi chính là Hip Hop Man. Tôi hôm nay có mua bộ đồ cho bé An. Oh yeah. À, và bé Thi một bộ đồ. Thật ra thì chú mắc cười thiệt á, nhưng mà con không có thích bộ đồ hip hop gì đó của chú đâu. Đúng rồi đó ba, con không có thích đâu. Không thích hả? Dạ. Thôi được rồi, vì hai đứa chú sẽ thay đổi mình. Chú có một mở nhà thì mệt quá. Đây chính là hai vé xem show rock rất nổi tiếng. Khó khăn lắm mới có hai vé này. Bây giờ gia đình chúng ta sẽ là một gia đình rocker. Yeah. Yeah. Nhưng mà con không đi không? Ba cho người khác đi nha ba. Mấy cái rock này thích thiệt, nhưng mà không, con không đi đâu. Hey. Ba Tùng đừng có chết mà ba Tùng. Bé An ơi, không sao đâu mà. Hồi nãy bác sĩ nói với hai chị em mình rồi đó, thì chú chỉ bị lên tăng xong tí xíu thôi. Ây cha. Ba Tùng tỉnh rồi. Chú Tùng. Ba tỉnh rồi con. Dạ. Nãy ba nhảy quá nhức đầu. Trời ơi, chú có sao không chú? Có sao chứ, cái cú mà quay người là đã nhức đầu rồi, nhưng mà ráng kèm á. Không hiểu chú làm sao luôn á. Sao tự nhiên chú thành gì hip hop man gì tùm lum hết vậy? Cái đó là dành cho tuổi trẻ, chú già rồi. Trời ơi, không hiểu sao á, càng ngày con thấy chú càng thay đổi á. Sao ba thay đổi nhiều quá vậy? Được rồi con. Chẳng giấu gì hai đứa, dạo gần đây chú muốn trẻ trung ra, muốn làm hip hop man, muốn làm rock man để hòa nhập với lại hai đứa con. Ba cảm giác tụi con không còn như ngày xưa nữa. Trước đây tụi con làm gì cũng quấn quýt với ba, còn bây giờ giữa ba với tụi con có một cái khoảng cách. Ba muốn hòa nhập với tụi con, ba muốn trẻ trung, ba sợ tụi con chê ba là cổ lỗ sĩ. Ba đừng có nói như vậy, dù sao con vẫn thương ba, con vẫn muốn quấn quýt bên ba mà. Từ nay về sau ba đừng có thay đổi nữa, để ảnh hưởng tới sức khỏe. Con thương ba. Con cũng thương chú. Dù là mình đứa con trên trời rơi xuống, đáng yêu quá chừng. Góc này là đúng rồi, căng tỏa độ. 45 độ phía nam, 90 độ phía nam. Chính xác à? Chính xác luôn. Đó, đúng phong thủy vậy nó mới hợp, mới tốt được cho công ty. Chà sếp. Cái gì cậu Sơn? Cái gì vậy? Bạn đón tiếp khách VIP. Cái bạn đón tiếp khách là phải đem ra trước để mình đặt vô mặt khách. Tại sao lại để ở đây rồi khách vô sao ta thấy? Ủa, sếp Tùng bị em để đây mà. Sếp Tùng cái gì? Tôi là sếp của cậu hay là cậu Tùng là sếp của cậu? Ôi, trời ơi, sếp Tùng ra chỉ đạo trực tiếp cho em mà. Em không sửa đâu, chứ mất công em bị chửi nữa. Tôi bực quá, hôm nay bây giờ tôi cào cậu. Cái gì đó. Trời ơi, mọi người xóa hoài nhớ công ty kìa. Sắp bài đó. Không có, tại em thấy cái bản này em suy nghĩ rồi, dắt ốc rồi làm dữ lắm rồi. Cào chày mất công khách vô ta thấy. Thấy cái gì? Cái bản này chào đón khách là đem lên phía trước cửa của công ty để mình queo cơm khách. Tại sao lại để giấu ở trong này là sao? Ủa em đâu kêu để đây. Đi ra ngoài để ngoài cửa. Trời, không tin luôn. Không tin cái gì? Tôi nói một đường, cậu làm một nẻo. Cậu Sơn à, cậu rất bậy.
Thầy... Bởi vì cậu Sơn nói là cậu chỉ đạo cậu ấy là phải đem ở trong này. Em chỉ đạo là phải làm sao để cho khách VIP người ta thấy. Mà bây giờ để đây làm sao mà người ta thấy? Lỗi em. Đúng. Anh cứ để đó em giải quyết cho. Anh ghi vào trong. Sắp xếp tất cả mọi thứ em sẽ lo hết. Cậu nên nhớ đây là một vị khách cực kỳ quan trọng. Cái mối quan hệ thân thiết với sếp tổng. Làm một cái chuyện gì là em hiểu mà. Mát với tôi. Em hiểu mà. Giải quyết đàng hoàng. Cái bạn là phải đem vô trong phải đem ra trước không đem vô trong nhà là sao? Tháo ra tháo vô. Để người ta bưng ra cho. Ai mượn? Ai mượn? Anh mới mượn em đó. Để im lại cho tôi. Hả? Tài rất phô trương. Lỡ cái người khách mà mình tiếp họ không thích phô trương thì sao? Hãy giấu như vậy. Khi họ bước vào họ nhìn thấy cái bảng nó nói ồ công ty này trân trọng. Con để ở ngoài kia người ta nhìn thấy sự phô trương của mình. Không tin luôn. Không biết gì hết. Đúng rồi. Sếp luôn đúng. Quên hoài luôn. Bà Hoa là sao? Dạ để em đi lo liền. Trời đất ơi, giờ trong công ty này chuyện lớn chuyện nhỏ gái mình phải tôi hả? Bởi vì ba cái chuyện nhỏ nhặt mà bà không lo xong. Cậu đi vô trong đó lấy nước hoa trà rồi ủi cái cravat tiệp với cái màu áo của tôi nha. Cái gì ủi cravat á? Ừ, sao sếp giao cho em cái gì nữa công gây tránh vậy? Thì sao được không? Ok, sao luôn đúng đúng mà. Đi làm mà bận áo chuối đồ không mà thấy tầm bậy rồi đó. Bữa nay tiếp khách viết mà chuối tự nhiên làm để ở đây mới đúng. Kể chuyện lớn chuyện nhỏ về trong công ty một mình tôi hết, tôi gánh hết. Xuất sắc thiệt. Trời ơi, đúng là công ty pro. Nhân viên không bằng. Nhìn sau lưng nha, trời ơi, cơ bắp cuồn cuộn gì đó. Chào chị. Nhìn ở sau lưng thì hoành tráng, nhưng nhìn phía trước thì hơi bị thiếu thiếu ha. Tôi muốn gặp anh Tùng. Anh Tùng đâu rồi, cho tôi gặp đi. Dạ thưa chị. Trời, cái tháp Tùng, cái độ tháp Tùng khách mời khách. Bóng đâu? Tùng đâu? Qua chưa Tùng? Có phải Tùng không? Trời ơi. Tùng. Ôi, Tùng chuối. Tùng. Mặc áo chuối. Chuối đúng rồi. Tùng banana à. Trời ơi, tại sao thiệt biết tôi thích chuối mà mặc cái áo này vậy? Tùng. Phải Tùng. Tùng, dạ đây là Tùng. Hả? Tùng. 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 Trời ơi, quả thật không sai. Tùng. Trời ơi, nghe danh bất hư truyền. Dạ. Thì ra Tùng đẹp trai như vậy sao Tùng? Tùng. Dạ. Mình nghe nói về Tùng nhiều lắm đó. Tùng nổi tiếng nhất là trong cái giới mà BD. Có gì hả? BDS. Động sản. Đúng rồi, quên. Nghe nói khách mời của cậu nhiều lắm phải không? Anh Tùng này là đi khách rất thường nè. Ủa đi khách thường hả? Dạ đi tiếp khách đó. Tiếp khách rồi. VIP cơ mà, khách VIP cơ mà. Hôm nay đến gặp Tùng nè, để mà nhờ Tùng tư vấn đó. Ok chị. Dạ, cứ yên tâm, khách VIP mà. Nói nghe nè, nhân viên thì tướng tá được đó. Nhân viên có điều tóc quá. Như vậy thì bộ mặt công ty không được đi lên đâu. Giàu quá làm ơn đó. Đi kế tóc cho nhân viên đi. Có tóc kìa chứ, chắc có lẽ cái mặt anh đẹp hơn đó. Dạ đúng. Dạ để từ từ em sẽ đi cái. Dạ thôi bây giờ thay vì mình đứng đây mình nói dần lên, em mời chị và anh Tùng vào phòng mình. Vào phòng ngột ngạt lắm. Tôi thích ngồi ngoài này à. Dạ. Vậy chị uống gì để em đi làm cho chị nha? Cho chị nước suối đi cưng. Dạ nước suối. Không, chị đang dưỡng da, cho chị nước cam nha. Dạ chị nước cam. Lấy nước cho sếp uống đi. Sếp đứng đây mà chị lấy nước cho sếp. Sếp Tùng muốn gì à? Nó ép chuối đi cưng. Ép chuối? Chuối đâu có nước đâu. Chuối ăn thôi. Ép chuối ha. Lấy kem chuối ép. Kem chuối ép luôn. Dữ không? Dữ. Cái Tùng à, dữ quá. Anh Sơn, xuống dưới lấy hoa phụ em nhanh lên. Sơn, phụ kì hoa. Dạ sếp Tùng. Hoa này đặt hình dưới anh chưa? Tôi thấy đẹp á. Dạ. Tùng. Dạ. Tùng chạy. Tại cái gì vậy? Sơn, tại sao tôi biểu cậu đem cái bản này ngoài đó khách viếng giờ này cậu còn để ở đây? Hả? Cậu Tùng, cậu chỉ đạo nhân viên cậu vậy đó hả? Nói bà này đâu ra vậy? Hôm nay đó khách viếng mà đưa phụ huynh vô đây làm chi? Khách viếng đây là khách viếng đó. Khách viếng, sếp ơi, sếp. Khách viếng. Dạ, chị bình tĩnh. Bây giờ chị im lặng nghe em nói, nghe banana nói nè. Đây mới là sếp em, Thanh Tùng. Chị làm lẹ quá, em không kịp giải thích luôn. Sếp hoa đi, tiếp khách đi em. Khách VIP, sếp dạ, ơi. Dạ, lời nói đầu tiên em xin gửi đến chị là chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vỗ tay. Đó là Thanh Tùng.
Sorry cái vụ... Không sao cả, nếu mà chị chưa quen thì em sẽ lấy nón bảo hiểm em đội vào. Huy, chạy xuống sảnh lấy cái nón bảo hiểm lên cho cậu Tùng nhanh lên. Khỏi khỏi khỏi, tôi không cần đâu. Dạ, dạ. Nhìn được rồi, nhìn cũng quen rồi. Dạ không, em muốn là cái nghi lễ mình long trọng. Dạ. Tặng hoa. Dạ 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 dạ. Mệt quá. À dạ chị ơi, đây là hoa của sếp Tùng em đặt để tặng cho chị đó. Dạ. Chị coi coi vừa ý chưa? Dạ, là hoa hướng dương. Hướng dương, hướng ánh mặt trời, mong cho tình bạn đừng tàn hơn hoa. Wow, sếp em hay quá. Trời ơi, lập thơ thiệt là hay vậy đó. Dạ. Rất là hiểu ý tôi. Tôi rất thích hoa hướng dương. Dạ đây. Tại vì hoa hướng dương là... Trời ơi chị ơi chị, bình tĩnh chị, chị lắng lại chị, chị có sao không chị? Only you, I love you forever. Em ơi. Gái tâm tư vậy? Ôi, thiên sứ. Trong công ty mấy đứa nhỏ kêu em là quỷ sứ luôn mà chị. Đấy, trong mắt của mình Tùng là thiên sứ. Đừng có lố quá, có gì đâu làm gì đâu thiên sứ. Không có lố, bình thường thôi. Nếu mà không có tấm lưng của Tùng đó thì bây giờ không biết bây giờ mình ra sao nữa. Chắc mình chết rồi đúng không? Ủa. Nhờ Tùng trắng sâu đó đã cứu mình kịp thời trong lúc hiểm nguy. Trời ơi, chỉ là con sâu bình thường thôi mà chị. Đừng có lố lăng quá, không có gì đâu. Nhưng đối với mình thật là khủng khiếp. Mình sợ sâu lắm. Thế thôi bây giờ mình bàn công chuyện nha chị. Ừ. Chị chọn được chưa? Chọn được rồi. Đâu? Cái lô nào? Lô này. Cái lô đất này. Đây. Ừ. Đất này giải tỏa trắng. Chị giỡn hoài. Vui thôi đừng vui quá. Có duyên quá à. Ý em nói là 20 lô đất này nè chị. Mình chọn Tùng. Là sao chị? Mình kết Tùng rồi đó. Ừ, chị ơi, chị đừng có nói vậy, tội nghiệp em. Sao vậy? À, thật sự ra chị nói vậy rồi lỡ như chồng chị biết được rồi hiểu lầm. Mình chưa có chồng, chưa có người yêu luôn đó. Chưa có mối tình rách nào hết đó. Tùng chính là mối tình đầu của mình đó. Ôi, em không tin đâu. Chị vừa đẹp, vừa sang trọng, vừa quý phái như vậy mà không có mối tình nào dắt dai sao được. Lại là nam thần nữa rồi. Đây là lần đầu tiên cái người đàn ông này khen tôi vừa đẹp vừa giỏi đây nè. Chắc có lẽ đây là định mệnh. Tùng chính là người đàn ông định mệnh của đời mình. Nói thẳng vấn đề luôn nha. Không phân biệt tuổi tác, tuổi tác không thành vấn đề. Miễn sao hai con tim đến với nhau là được rồi. Đây chắc có lẽ là duyên phận. Sau khi đám cưới xong nha, cái mình đi du lịch ở Hawaii nè, mình mua nhà ở Sydney nè, hay là Melbourne, mua nhà Paris đi. Nhà Paris lãng mạn hơn. Sau khi mình mua căn nhà ở trên đồi ở bên Paris rồi đó, rồi sau đó là mình có những... Em có điện thoại hả? Em có điện thoại chị, em có điện thoại. Alo. Chạy. Ừ, để tôi chạy về. Gấp lắm, tôi chạy về nha. Để tôi chạy về tôi giải quyết cho. Rồi vậy nha. Tùng 20 lô đất mình bàn nha. Dạ không chị ơi, em gấp lắm. Bây giờ em công ty em có công việc, em phải chạy đi về liền. Dạ chị ơi, không có em giải quyết là không được chị. Chị thông cảm cho em. Em chào chị. Tùng ơi, Tùng. Cách chạy vội vã không dễ thương chứ. Cậu Sơn. Dạ. Cậu có cái kim phúc của tôi nãy giờ nó chỉ bao nhiêu phút rồi? Dạ, nó cũng giống như cái kim dây bên em luôn á. Em nhắn cho sếp Tùng rồi, sếp qua liền á. Nói với Tùng tôi cần gặp Tùng liền, tại sao mà chậm quá vậy? Dạ. Tôi cần gặp Tùng. Kẹt xe, trưa 12 giờ dễ kẹt xe lắm chị ráng chịu. Tại sao vậy? Trời ơi, sếp cậu kẹt xe như thế nào thì cậu phải biết chứ. Dạ. Cậu sắp xếp làm sao một cách cho khoa học để mà cậu sếp của cậu đến đây gặp tôi liền. Em dù sao cũng là lính chứ phải là bảo mẫu đâu mà biết chính xác lịch trình của sếp em. Bây giờ chị gặp sếp Tài được không? Sếp Tài cũng đang có mặt sẵn ở đây nè. Tôi chỉ muốn gặp Tùng, tôi không quan tâm ai hết.
Tôi chỉ muốn gặp Tùng bàn công việc là Tùng thôi. Nhưng mà sếp Tài có chuyên môn cao hơn, chức vụ cũng cao hơn. Tôi không quan tâm tới ai hết. Sở dĩ tôi quan tâm tới Tùng là sao? Tùng là một người đàn ông hiếm có. Trong thời buổi bây giờ, Tùng giống như là một cái loại động vật gọi là... Dạ không, người mà sao động vật à, được. À quên. Nhưng mà chị nói đúng á, hiếm là cũng... Rất là quý hiếm. Hiếm hài hói như ảnh. Gần như tôi... Nói cái gì? Dạ. Đem cái xấu người ta nó nói không mà tôi nói thật cho cậu nha. Tiền của tôi nha, tôi bỏ ra tôi cấy 10 đầu tóc cho Tùng cũng được nữa đó. Khuôn mặt của Tùng chỉ cần để cái mái tóc giả lên hoặc là để tóc vô thôi là trở thành hot boy liền. Đừng có nói tóc người ta nghe chưa? Dạ. Tùng có một nghĩa cử rất là cao đẹp. Thời buổi bây giờ rất là hiếm thấy. Cuộc đời của tôi không sợ trời, không sợ đất, không sợ ma, không sợ quỷ. Tôi chỉ sợ... Ủa chị sợ gì? Sâu. Đúng rồi đó, chị nhắc em mới nhớ đó. Nếu như ngày đó không có tấm lưng của cậu Tùng đưa ra mà cản sâu cho tôi đó nghe, thì giờ này tôi đã... Đúng rồi đó. Là như thế nào cậu biết không? Em nghĩ lúc này là chị đang ngồi ở đâu đó mà ngắm gà khỏa thân hun khói đó. Là sao? Là ngồi bàn thờ đó, nhìn xuống. Đúng rồi đó. Chết chắc. Đúng rồi, tôi thấy sâu rồi tôi chết liền à. Em vậy, gặp sâu là em đứng tìm luôn á. Đó. Chính vì Tùng đưa tấm thân ra mà đỡ sâu cho tôi. Kể từ đó tôi có ấn tượng luôn chứ Tùng. Gặp cậu có dám đưa ra đỡ không? Không, em không dám đâu. Đó. Cho nên Tùng là một trong những người tôi là chú ý nhất. Còn một điều này nè. Dạ. Cậu đồng ý với tôi không? Dạ. Một người vừa có tài có đức như Tùng mà làm cấp dưới của sếp Tài thì uổng lắm. Không bao giờ ngóc đầu lên nổi trơn á. Hợp lý. Tôi sẽ có một buổi gặp gỡ sếp tổng của cậu để đề bạt Tùng lên làm cấp trên.